Mến chào cô bác anh chị em đã trở lại kênh Cây Kiển Bông Trang Dân Úc. Hôm nay Dân Úc chia sẻ cùng cô bác anh chị em gần xa một cặp trang giống mới, giống đột biến, trang cam dạ quang, màu hoa nở rất là đẹp, màu cam dạ quang rất là tỏa sáng. Nhân Úc chia sẻ cho cô bác anh chị em giống mới trang đột biến cam dạ quang, bông đang nở rất là đẹp. Nhân Úc quay chi tiết cái bông cho cô bác anh chị em xem nha. Cam dạ quang trang đột biến giống mới, bông đang nở hoa rất đẹp, một màu vàng anh rực rỡ, cánh hoa rất là bự nha cô bác anh chị em. Đây có màu vàng anh rất là đẹp, màu vàng anh, màu cam cam rất là đậm đà. Đây là loại trang đột biến giống mới, đọt đỏ đỏ nha các anh chị em. Đây bông nó ra cũng đang búp búp mà một hai hoa. Đây là trang cam dạ quang, trang đột biến giống mới. Tiếp theo Dân Úc chi tiết chiều cao và tán ngang cho các bác anh chị em xem nha. Cây này có chiều cao là 3 tấc có trên, tán ngang 2 tấc 3 tấc. Một cây nó một cốt lên 2 tược. Tầm trạng mình đưa ngón tay có anh chị em xem nha. Đây là cây trang giống mới, cam dạ quang, màu bông rất là đẹp. Cam dạ quang lá nó gì nha các anh chị em. Màu hoa bông rất là đẹp, tỏa sáng. Cây bông trang giống mới này, ban đêm cô bác anh chị em khoa đèn gọi vào cái bông này nó có cái màu vàng phản chiếu rất là đẹp nha cô bác anh chị em. Đây là bông trang cam dạ quang giống mới, một bông rất là đậm đà và đẹp và tỏa sáng, một màu vàng anh. Dân Úc xin nhắc lại chi tiết chiều cao và tán ngang của cây giống trăm cam dạ quang này. Thì cây này có chiều cao 3 tấc, tán ngang 2 tấc, một cốt lên 2 tược. Cô bác anh chị em xem trang giống mới yêu thích, giao lưu với Dân Úc qua số điện thoại là 034 988 1409. Số đó là số Zalo của Dân Úc. Và cô chú bác anh chị em xem kênh Cây Kiển Bông Trang Dân Úc, yêu mến kênh, cho Dân Úc một đăng ký, một like, một chia sẻ. Và để cho Dân Úc có động lực sưu tầm những loại bông trang đột biến giống mới và những giống bông trang độc lạ quý hiếm, đăng lên cho cô bác anh chị em xem. Và tới đây thì Dân Úc cũng kết thúc video. Mến chào cô bác anh chị em bước sang năm mới tràn đầy niềm hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực, vạn sự như ý. Mến chào và hẹn cô chú bác anh chị em clip video tiếp theo.